Hôm nay là Long Võ có ngồi với Hà Vinh. Thì bây giờ là nói chung là Long Võ cũng muốn chia sẻ với mọi người một chút xíu về câu chuyện của mà cái cô mà mì xào củ chuối đó mọi người. Đó thì em hay gọi là Misun. Đấy. Thì cái cô mì xào đó thì trong ngày hôm qua thì có lên một cái clip kêu gọi Hồng Ni và Nguyên Vũ với hình thức là kêu Hồng Ni phải rời bỏ Hồng Loan và kêu Nguyên Vũ phải đưa chứng minh ADN ra cho tất cả mọi người được xem. Thì hôm nay thì em cũng muốn lên tiếng tại vì cái cô này nói chuyện rất là bố láo. Đấy, cho nên em cũng lên tiếng để mà gửi đến cái cô mà bông hậu mà mì xào củ chuối đó mọi người. Thì em gọi là mì xào đi. Chứ gọi mì xun á thì có đẹp nhưng mà nhìn đẹp thiệt nhưng mà với hình thức là nói chuyện không có đẹp. Cho nên là em mới lên em trả lời với mọi người là hôm nay á là cổ nói là Hồng Ni đi qua bên Malaysia để làm gái. Đấy, cái câu này là nghe nó hơi bị ngứa họng mọi người, nhất là ngứa họng đó. Và nói Hồng Ni làm gái từ Malaysia và làm gái từ bên mà Hàn Quốc đó, thì cái câu chuyện này chỉ có cô ta lên nói Hồng Ni như vậy và cô ta điện thoại cho Hồng Ni và muốn Hồng Ni rời khỏi Hồng Loan ngay và liền đó. Để chi mọi người? Thì cô chú cứ nghĩ đi, tự nhiên kêu Hồng Ni phải rời Hồng Loan mà bây giờ là cô ta đang có cái ý đồ gì mà để mà kêu Hồng Ni phải rời Hồng Loan mọi người? Thì cái ý đồ của cô ta là như thế nào? Hay là mà Hậu Le Le và hai bàn thờ rồi Sáu Bào nhờ cái cô mà bông hậu này để nói, để kêu Hồng Ni rời khỏi Hồng Loan để giành cái căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm, phải không cô chú? Đó, và sau đó bà này còn nói là Hồng Loan là người vô ơn. Đấy, mọi người thấy vô ơn không? Nè, em nói cho cái chị Mu Xít đó, bảy màu nè, vô đây mà nghe nha không? Đấy, là bà đó, là cái cô người dơ bẩn, hiểu không? Bẩn thỉu. Bà đi vô nhà của chú Năm á, lúc đầu á, thì bà binh vực Hồng Loan cho cô. Rồi bây giờ bà đứng lên á, bà nói là Hồng Loan vô ơn, hiểu không? Hồi xưa á, thì bà nói là Hồng Loan á, con của chú Năm sống một mình bên Sáu Bào bảy báo ve chó gì em cũng không biết. Đấy, đang hãm hại Hồng Loan và bà đứng ra bà binh vực Hồng Loan. Và sau đó tự nhiên bà quay xe, bà chửi, bà nói người ta vô ơn mà bà vô nhà Hồng Loan bà ăn bao nhiêu rồi? Bà ăn bao nhiêu chén cơm trong nhà Hồng Loan rồi? Bà cho Hồng Loan lại được gì không? Ai là người vô ơn? Đó, thì cả nhà thấy không? Bà nói như vậy mà bà nói là Hồng Loan là người vô ơn thì em không biết ai là người vô ơn. Đó, và sau đó bây giờ bà muốn Hồng Ni phải tách rời khỏi Hồng Loan. Đấy, để chi không? Để bà làm những cái chuyện ác là bà kiếm đường để bà hại Hồng Loan. Đó, cho Hồng Loan rời khỏi căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm này. Đó, để mà cho bà Sáu Bào với màu ve chó giành được cái căn nhà này. Đó là bà ý bà như vậy. Còn bà nói Hồng Ni mà làm gái làm gà nữa, hiểu không? Em nói mọi người nghe đó, nói Hồng Ni làm gái làm gà mà không biết làm gái làm gà đâu. Nè, để em nói cái nhân cách của bà này cho mọi người nghe. Làm gái làm gà thì bà nói là bà dạch mặt cho người ta xem lưng bà. Đó là dạch áo cho người xem lưng, là cái bà mà mưu sinh này. Tại vì bà làm bông hậu đi. Hồi xưa mọi người nhớ nên nói một điều, cái anh lớn anh to vậy em không cần biết. Nhưng mà bây giờ đó, mình đi vô mình làm bông hậu, một khi mình mà đạt được cái hoa hậu ấy, không phải là một mình bà này, rất là nhiều người nếu mà không đưa đồ cho người ta lụm thì ở đâu mà có được cái thương trường đó. Em nói thiệt, đưa cho những anh giám khảo, đúng không? Đi ngủ với người ta. Đó mới được làm bông hậu chứ không phải dễ đâu nha. Bà tưởng đâu những cái gì mà làm qua mặt người ta không biết. Thật sự ra mọi người đều biết hết đó. Bà cũng là cái con làm gà, làm gái chứ không phải là bà đơn giản. Đấy, bà làm gái mà gái cao cấp, hiểu không? Gọi là gái mà bông hậu đấy. Thì mọi người có chứng kiến mà những cái câu chuyện mà báo chí hay đăng lên không? Đó, những người mà làm chân dài rồi đó là chuyên là gọi là gái gọi. Gái gọi là như thế nào? Là gọi cho những anh chàng đại gia có tiền ngủ với những người đó một đêm 1.000-2.000 đô. Có không? 5.000 đô có. Tao thích nhỏ đó, tao bỏ ra 5.000 đô, tao lấy mày được không? Được hết. Chứ không phải không có. Tại sao mà những cái vụ án mà về mà những người mà làm gái điếm là những người mà trong đường dây thì nó có sẵn lên báo coi thử có không? Người mẫu hoa hậu gì đó có hết. Còn bà không có giấu gì hết á. Còn Hồng Ni không có làm gái làm gọc gì bên Malaysia hết á. Bà nói giấu. Cái này là tự bà nói con người bà luôn, hiểu không? Đó, ông trời cũng xui khiến để cho mọi người biết là bà nói như vậy, hiểu không? Cho người ta biết bà là cái loại làm gái dơ bẩn, bẩn thỉu. Đấy, còn bà không có nhân cách, tư cách để em nói cho mọi người nghe cái vụ này. Uống miếng nước cái đã. Đây, còn cái vụ mà Nguyên Vũ. Thì bà này nói là Nguyên Vũ điện thoại cho bà.
thấy không? Bà bị xào củ chuối đó, nói là Nguyên Vũ điện thoại cho bà để chi không? Để xin lỗi, năn nỉ xin lỗi về cái chuyện mà ADN ADN vừa rồi của Hồng Loan. Mà tại sao mà bà có cái nhân cách tư cách gì không mà để Nguyên Vũ phải điện thoại để xin lỗi? Bà không có tư cách, bà không có là cái gì trên thương trường này hết, mà bà không có gì mà để coi cái ADN của Hồng Loan. Thật sự lúc không ai có quyền coi cái ADN của Hồng Loan hết mọi người đó. Tại vì bây giờ nói cho mọi người biết luôn, ADN không cần phải ADN hay gì, con ruột con đuôi em không quan trọng, nhưng mà thật sự Hồng Loan là chính thức trong cái căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm đó. Những kẻ ngu dốt mới bây giờ mới lên tiếng mà gọi là kêu mà đưa cái ADN ra để coi, cần chi mà phải coi giấy tờ hợp pháp. Năm 1992 chú Năm có đi làm giấy cho Hồng Loan là có giấy tờ đàng hoàng, khỏi cần phải mà nói cái ADN, hiểu không? Đời bây giờ không cần ADN, nhưng mà gia đình đó còn một mình tôi ở trong đó, hộ khẩu có tên tôi nhận căn nhà đó, tôi ở căn nhà đó được không? Còn sáu bào bảy báo có gì không mọi người? Đó, có cái gì lộng lưng không? Không có tờ giấy lộng lưng mà đi vô mà đòi tranh nhà đó, ở nhờ mà đòi tranh nhà là sáu báo bảy bào đấy, chứ không phải là Hồng Loan. Còn Hồng Loan không phải là vô ơn, tất cả những người vô nhà của chú Năm ở mà số 5 Đoàn Thị Điểm thì những kẻ đó là những kẻ ngu dốt mà đi ra mà để nói Hồng Loan là người vô ơn. Em nói thiệt, tại vì Hồng Loan đâu có ăn của ai đâu, toàn là những người đó đi vô mà ăn của nhà Hồng Loan thôi. Giống như mà Hải Lê Tím nè đấy, rồi đạo diễn Đức Cớp đó, Đức Lờ đó mọi người đó, hai bàn thờ, rồi Khám Tử Cung đó, là tất cả những người nào mà đang đi vô nhà chú Năm ở rồi và ăn cơm ở đó, là tất cả những người đó em nói đó. Còn rất là nhiều người đó cuối cùng ra quay xe đó, đem Hồng đi Hồng Loan ra để kiếm tiền, nhưng mà cuối cùng đem Hồng Loan ra kiếm tiền mà kiếm không được, giờ bắt đầu mới quay xe qua để chửi Hồng Loan vô ơn. Nhưng mà thật sự Hồng Loan không ăn của những người này, toàn là những người này đi vô nhà chú Năm á để ăn cho đã, xong quay qua quay lại là nói Hồng Loan là vô ơn, đó là kiếm chuyện kiếm mối, là nói như vậy. Thật sự ra là Hồng Loan không có vô ơn đó. Vô ơn hay không thì mọi người nhìn kẻ, những cái kẻ mà ngu dốt đi vô nhà chú Năm ăn cho đã rồi chén bát dục luôn chứ khỏi cần phải giữa đấy, có cho Hồng Loan được cái gì không, hay là đi vô ăn từng bữa cơm nhà Hồng Loan đó mà đem ra mà cứ hở ra đi ra nói Hồng Loan vô ơn này kia, giờ lên nói Nguyên Vũ à, kêu Quân giờ Vũ phải xin lỗi cái bà mu si gì đó, bảy vì sao nghĩ sao mà đi xin lỗi? Bà có tư cách nhân cách gì đâu mà xin lỗi, hiểu không? Bà lên bà nói hôm qua nay là em thấy em ngứa cái họng rồi, bà nói là Hồng đi là làm gái làm gà bên Malay và bên Hàn Quốc đấy, nhưng mà ngược lại là đánh đổi lại là bà này là bà làm gái làm gà chứ không phải là Hồng đi đó. Cô chú thấy không? Còn những cái gì mà Hồng Loan mà đang bây giờ đi bị hại ấy, là toàn là Hồng đi gánh hết, tất cả là Hồng đi gánh hết. Em nói thiệt luôn, mọi người xem thử là đúng không? Tại vì tụi nó muốn đem Hồng Loan ra, hiểu không, để kiếm tiền, nhưng mà tất cả mọi thứ là Hồng Ni đứng ra không cho Hồng Loan làm những cái chuyện đó, cho nên tụi nó mới ghét. Tại sao mà có cái câu chuyện mà ủ tờ bên Malaysia là cũng vì ghét Hồng Ni, tại vì mà hai bàn thờ với Hậu Lê Lê là kêu gì, kêu Hồng Loan đứng ra làm hội chủ tịch của hội từ thiện đấy, nhưng mà cuối cùng là Hồng Ni cản không cho. Tại sao mà phải kêu Hồng Loan ra làm hội chủ tịch mà sao không kêu Hậu Lê Lê đi đấy, đúng không mọi người, để kiếm ăn đó. Nếu mà Hồng Loan mà làm hội chủ tịch tới giờ là bắt đầu có chuyện lớn luôn. Tại vì sao? Cái ngày bộ bảo luật vừa rồi thì nếu mà Hồng Loan á hội chủ tịch hội từ thiện thì phải đứng ra kêu gọi mọi người, thì kêu gọi thì bây giờ rất là nhiều người yêu thương chú Năm thì họ sẽ tin tưởng Hồng Loan, họ sẽ gửi tiền về cho Hồng Loan. Nhưng mà thật sự ra nếu mà làm như vậy thì người nhận tiền là phải Hậu Le Le với hai bàn thờ mọi người đó, thì hai người này nhận tiền cuối cùng là đi cho từ thiện đi, nhưng mà cho thì nó còn giữ lại chút ít đi, thì người ta sẽ nói mình là ăn cặn ăn bớt tiền từ thiện, thì sau đó thì gọi ai ra mà để nói, phải Hồng Loan không? Hồng Loan là người kêu gọi mà đó, là phải đem Hồng Loan ra làm cái con cờ làm bài toán để nó họ tính tiền. Nhưng mà cuối cùng bây giờ mà Hồng Ni cản thì bắt đầu sanh ra hại Hồng Ni tại Malaysia. Nhưng mà hại Hồng Ni là trong đó có ai nè, Hậu Le Le, hai bàn thờ với cái bà mà chinh già quốc võ ở bên Mỹ đó mọi người, đó cũng có trong đó luôn. Câu chuyện mà Hồng Ni bị ở Malaysia là vẫn có trong đó luôn chứ không phải không có. Và Khám Tử Cung là cái đơn đặt hàng cho Khám Tử Cung đó là gửi tiền về, khi mà gửi tiền về thì Khám Tử Cung bắt mối bên Malaysia là gặp ngay cái con tiền điếm tiền hồ báo đó, là cho nên mới kết bạn với nhau, giờ bắt đầu mới tìm người bên đó hại Hồng Ni. Đó là câu chuyện nó nằm trong đó đó.
tất cả những gì mà Hồng Loan bị hại, Hồng đi lãnh hết đó. Nhưng mà cuối cùng hại không được, họ nhất là nghiêm đó, cho nên bây giờ tìm cách để hại Hồng đi tiếp và kêu Hồng đi phải tránh xa Hồng Loan ra, để chi, để được quyền, hiểu không, để được quyền hãm hại Hồng Loan tiếp theo đó. Những cái câu chuyện em nói thiệt, em quay những cái câu chuyện em nói mọi người thì sẽ theo dõi nó có đúng cái câu chuyện như em nói không. Đó là câu chuyện của mì xào củ chuối đó, là hôm nay em gửi cho bả, bả là cái con điếm dơ đó, bả gọi Hồng đi là cái con người làm gái làm gà bên Malaysia, bên Hàn Quốc, nhưng mà thật sự bả là cái con gà, con gái nằm ở bên mà Việt Nam là gái gọi đó, chứ không phải là đơn giản đâu. Còn bây giờ em nói cho mọi người biết là cái vụ đêm hôm qua là cái vụ mà của cô Sáu Bào với Bảy Báo với mà ve chó, thì hôm qua là một cái đêm mà cô Sáu Bào và ve chúa đó là đi tìm cách đi lên mộ của chú Năm để thắp hương, để cầu xin. Cầu xin là sao mọi người biết không? Cho bà Sáu Bào này bà mau xuống dưới để bà trả nợ cho người ta đó. Núp lùm đi lên nửa đêm, đi lên tới mộ để gian giấy, để cầu xin cho bà đi xuống dưới sớm để bà trả nợ cho người ta. Chứ ở trên đây bà mắc nợ người ta đòi bà không có trả, hiểu không? Ai đòi nợ bà không cũng trả nữa. Bà toàn là nói ngang nhưng mà nói ngược mà. Đó, ai mà cho mượn tiền, bà Sáu Bào mượn tiền á, thì nói chung là tốt nhất á, thì mùa vít năm sau đi nhau, giờ đi đòi. Giống như cái bà mà bà tiên áo đó, ở bên Mỹ đó, bây giờ bà cũng tuyên bố một điều là con ve mà đi chung hai bàn thờ á, mà trong vòng hai tuần á, mà không rời xa hai bàn thờ, bà đòi 2 tỷ. Cái con ve nó trả lời sao mọi người? 2 tỷ đó bà tìm mùa vít năm sau đi xuống mà nghĩa địa nghĩa trang mà đi lấy, hiểu không? Đi xuống với ông phủ á, lấy cái tiền đó. Bà Sáu Bào á, thiếu người ta có 200 triệu tháng còn trả 1 triệu, bà 2 tỷ đâu ra. Mà nói ngang không à, mượn xong mà giật, chửi trừ đó, ta gọi là mượn chửi trừ, là bà Sáu Bào đó. Chứ đừng có lên tiếng nói mà đòi mà 2 tỷ của mẹ con nhà ve, quên đi. Đó, ve nói chứ cho bà Thiên Áo biết luôn kìa. Đó, bây giờ là không buông bỏ hai bàn thờ, bây giờ cứ mà đeo bám hai bàn thờ để đi hát đi hò đó để kiếm tiền. Còn bà ở bên Mỹ, bà đâu có làm gì đâu, ai kêu bà ngu chi bà bỏ tiền 2 tỷ ra bà cho mẹ con tôi. Đó, ve nói vậy đó. Bây giờ bà đổi gì đó, ông sạc pin mấy bữa nay ông cũng về đó, hôm nay cũng sạc pin của bà Sáu cũng hơi bị nhiều đó mọi người. Đó, hôm nay về núp lùm, phải không? Đó, hai cha con ngồi live stream đồ dữ lắm, giờ tối bắt đầu núp lùm với bà Sáu báo, mà ông chồng ở nhà không biết không đó, núp lùm đó. Hôm qua cũng đi lên mộ chú Năm đồ đốt nhang thắp hương không biết nói gì, nói anh ơi sao anh không còn sống phải không, đến cho em tiền, mỗi lần em khóc không có tiền trả nợ, bây giờ lên chảnh khóc có chảnh mọi người, đi lên mộ chú Năm khóc để mà kiếm cây vàng, lượng vàng. Trời, bây giờ có đâu nữa kiếm má. Nói chung là quên đi, sống cho nó lương thiện lại chút xíu đi nhau, bà Sáu Bào, để tôi nhắc cho bà biết đó, bà sống lương thiện đi, chứ để con bà sau này nó trả nghiệp, nó trả hết cuộc đời, nó trả không hết đó. Thì video á, đến đây em xin kết thúc nha mọi người đó. Chúc cho mọi người một buổi trưa thật là vui khi xem được cái video này. Bye bye mọi người.